Anh em trở lại với kênh YouTube Khang Vlog. Video clip ngày hôm nay thì mình đang làm một con xe AB. Thì khách báo là sáng nó bị hở bạc á em. Sáng đề ba cái ga khói trắng đâu nè, chạy lại mà thay nhớt á, nó bị hụt nhớt. Thì đây, mình mở cái trái bạc bê tông ra thì cái trái này nó không có bị xước nha anh em. Lòng không xước luôn. Đó, cái bạc ở trên thì nó cũng còn bình thường à, nhưng mà cái bạc này giống như cái dấu hiệu còn rất là mới. Nè, có bạc nè. Anh em mình bẻ nãy mà mình mở ra mình thay bạc đó mình mở ra mình bẻ bỏ rồi. Cái bạc nó còn đen anh em, chưa có ấy giống như là được mới làm gần đây hay sao đó nè, còn rất là đen luôn, còn cả cái chữ số luôn nè. Đó, còn cái bạc, nhưng mà cái bạc nhớt anh em. Nó bị ship bạc nhớt. Sao gọi là ship bạc nhớt? Nghĩa là cái bạc này giờ nó không lăn được nữa, nó cứng ngắc luôn nè, nè. Mình mở ra rất là khó luôn nè, anh em mở ra rất là cứng luôn. Thì nó sẽ bị ship cái bạc nhớt. Nha. Ship bạc nhớt rồi. Đó anh em nhìn nè. Nó đóng đen trên cái bạc quá trời luôn hết chưa. Đó, nó không có được quay tròn nữa, mình gỡ ra luôn nè. Đó, cái này gỡ ra là dục thôi. Mình sẽ làm bạc bê tông lại. Cái lồng này thì nó cũng không có bị xước, nhưng mà mình sẽ đem ngay tiện cho người ta kiểm tra luôn. Nếu ổn thì người ta thay bạc bê tông, không ổn thì người ta sẽ sấy lên nha anh em. Nó là chói nắng luôn đấy. Đây, lồng còn rất là đẹp luôn, không có bị xước nha anh em. Đây, rồi nhưng mà giờ nó có thêm cái này nữa nè. Anh em làm xe cũng lưu ý nha. Nhiều khi mình mở ra mà gặp cái ca này anh em để nha. Cái tay dơn nè. Anh em thấy nó bị cong không? Nè, nó cong hết chưa nè. Chưa, nó cong một cái hình cong giống như cái đòn gánh á. Nè, thấy chưa nè. Như chỗ này nè. Đó, nó bị cong tay dơn nè. Đó, anh em kỹ nha. Nè. Đó, không? Tay dơn đây, đi ra đây nè. Nó cong tay dơn nè. Cái nguyên nhân công tay dơn này cũng có thể là một phần do các bạn nhớt bị ship anh em. Nó ship nhớt nó bị thiếu nhớt á, cái nó hơi nặng trái anh em, nặng trái thì mình nghĩ nó một phần nó vậy thôi. Đó thì giờ tay dơn công, giờ xe này mình phải gã máy ra thì về gã tay dơn ra. Thay tay dơn, đó mặt đạn dơn rồi luôn. Giờ làm lại và làm bạc bê tông mới lại. Thì để mình làm cái video này thì để lát nữa mình gãi cái tay dơn ra để cho anh em xem kỹ hơn cái tay dơn đó nữa. Thì mình chia sẻ vấn đề đây thì anh em nào làm xe thì có làm bạc bê tông xe á, của xe nào cũng vậy đó, thì anh em nhớ kiểm tra luôn cái tay dơn. Nếu mà nó có bị cong hay nó bị dinh gì đó thì mình kiểm tra kỹ. Nhiều khi mình làm xong rồi mình chạy ít bữa cái khách báo là sao vẫn còn ra khói trắng hoài á, thì nó cũng có thể. Mình mà mình nói cái trường hợp này thì một số anh em lưu ý nha, có những cái xe nó ra nhớt rất là nhiều, ướt cái bô luôn á, nhưng mà sau khi làm bạc bê tông xong mà anh em không có xúc cái bô nha, không xúc cái bô thì nó sẽ bị ra khói hoài luôn anh em. Những cái ngày nhắn nhắn á, anh em nên xúc cái bô, làm bạc bê tông xong xúc cái bô cho nó sạch sẽ đi, đó thì nó sẽ không ra bạc nữa, để khách đỡ phải hỏi là tại sao ra hoài. Còn đối với những xe mà nó không bị ra khói bô á, mà nó cứ ra khói hoài thì anh em có thể kiểm tra lại ở bằng tay dơn nè. Đó, tay dơn nó cong thì lực máy cũng sẽ bị yếu đi anh em. Nó cong dơn thì nó cái hành trình nó sẽ bị ngắn. Đó, nó ngắn hơn, nó rút là ngắn bớt một chút thì nó sẽ xe nó sẽ yếu đi một, nó sẽ yếu, gọi là bị yếu hơi nữa. Và bây giờ mình sẽ gã cái dơn ra anh em. Gỡ cái lốc dơn ra anh em. Để chỉ cho anh em xem cái ưu điểm của cái dòng đề trình đề đầu anh em là ở đây nè. Nó có một cái chốt là bớt anh em. Cái chốt này là để mà nó gọi là nó tự tăng anh em, tăng để mà khi cái bạc đạn dơn mà nó có bị lỏng á, lỏng lưng á, cái con chốt này nè là nó sẽ tuột xuống để nó làm cho nó bóp cái lưng bạc đạn lên anh em. Đây nè. Đó. Chưa. Đó, cái này nè. Đó. Ở bên đây là nó sẽ có cái lò xo. Trong này nó có cái lò xo nè. Hồi nãy mình không có tháo này ra. Đó, giờ mình để nó đây đi. Đây coi lại phần cái dơn nè. Đây, để cho anh em nhìn thấy cái dơn này đây. Thấy chưa? Thấy cái dơn, cái dơn nó cong ngon nè. Đấy, anh em thấy chưa? Cong rõ ràng chưa? Nó cong cái dơn. Rồi, giờ thì mình sẽ đi thay tay dơn xe này. Thay cái bạc đạn dơn. Sẽ lồng mày bê tông lại nha anh em. Rồi để mà lát mình gấp xe lên cái nổ máy lên coi xe nó có lực hơn không nha anh em. Đây, đồ mình đi làm dơn về rồi anh em. Đây cái dơn tay dơn mình mới vừa thay nè. Đây. Ôi chà. Đó, này không thấy tay dơn nó thẳng nha. Nha. Thay tay dơn mà cong mình thấy bà luôn á. Đó. Đây mình mới thay cái tay dơn về, thay bạc đạn dơn luôn. Đó. Đây, đó. Lồng thì mình xây trái, cái lồng này thì lên được code 2 rồi, 0.50 rồi. Đó, lồng xây trái lại. Để một bên đi.
sức bắp thì mình sẽ sức bắp sạch sẽ luôn em, cho nó đẹp một lần luôn. Thì đây là cái đa dinh cũ nè, nghèo nó cong vòng giờ không có bị lột ha, cong đi anh các bạn nè. Thôi giờ thì cái việc mà vào trong cái tay dên này á thì chia sẻ kinh nghiệm làm của mình, thì anh em nên mở cái cây đỡ sinh gap nha. Đây cái cây dên nè, nên mở ra, anh em mở ra để anh em khò, mình khò dùng cái máy khò, mình khò nóng này lên rồi mình để vào dên á thì nó để nó không có bị nóng chảy cái cây này ra nha. Và ở bên phía bên cái lốc này thì anh em cũng mở ra, lát nữa mình sẽ mở ra, nên mở luôn cái phần mà tăng cái cục là so tăng đây nè, để mình mở ra cho anh em xem luôn. Lên kia 8 nha, mở ra cho anh em xem một cái lò xo, để nếu mà chúng ta để cho máy chúng ta khò nóng quá, nhiều khi nó bị nóng nhiệt quá nó bị hư cái lò xo, ảnh hưởng cái lò xo anh em. Đây mình chưa rửa còn dơ, lát mình rửa vệ sinh. Đây mình sẽ cho anh em xem ở phía này nè, nó có một cái đây, cái này gọi là cái tăng, cái lò xo tăng dơ, bên tăng dơ này nè. Đây giờ có một cái đầu tăng gì nè, cái máy mình nó lấy dở anh em, nó giờ này nè, cái đầu nó sẽ tăng gì nè, khi mà có lò xo nè, khi nào mà cái dơ mà có cái đầu này nè, nó hơi giặt xéo xíu nha. Đây bà nội đó, để mình bật cái lát lên nè, cái điện thoại mình đi dở quá anh em. Đây đó, cái đầu này anh em thấy chưa, nó có cái phần khuyết gì nè, nó là khi mà mình nó sẽ nằm ở bên hông cái lưng mặt đạn gì nè anh em, nó sẽ làm gì nè, đây nó sẽ làm gì nè, nó khi nào mà cái dây mà đèn nó bị lỏng á này, nó đi xuống hoài luôn, nó ép vô á, và là xe mấy đời này thì không ít khi nào bị giỏng lóc lắm nè, bị lỏng mặt đạn lắm nha. Rồi mình tháo ra rồi thì mình chia sẻ cho anh em ít kinh nghiệm như thôi. Giờ thì để mình đi rửa sạch sẽ cái thứ này, giờ mình sẽ vào dên rồi giờ vào bạc bút tông rồi sức bắp rồi giao xe thôi. Cái này thì mình không, nó không có bị kêu gì hết á, tham gia là mình hầu cũng không có chia sẻ cho anh em cái phần mà sao khi gắp máy, mình chia sẻ kinh nghiệm của mình tới đây. Thế anh em nào có làm xe thì nên kiểm tra, nhiều khi anh em làm xe mà anh em không có rút cục máy ra ngoài á, anh em để trên sườn luôn á, anh em mà rút đầu lòng hay không á thì nhiều khi nó sẽ bị anh em không có ngó được cái tay dên, nên là mình làm cái này thì mình chia sẻ lên cho anh em để anh em có thể khi rút đầu lòng ra thì anh em có thể dòm tới cái tay dên một lần nữa, thì mình gọi lưu ý tới cái tay dên để tránh bị ăn hành đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái clip của mình. Mình mong các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ làm thêm nhiều clip hay hơn.